Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình trạng bạo hành trẻ em ngày một gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ hậu quả để lại. Đây không còn là một vấn đề của riêng gia đình mà là vấn nạn của toàn xã hội. Nội dung này sẽ mở đầu chương trình An ninh An toàn hôm nay. Theo con số thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm cả nước có khoảng 8.000 vụ bạo hành trẻ em. Đó là con số thống kê các vụ việc bị phát hiện đưa ra ánh sáng, bị xử lý. Còn con số thực tế có thể lớn hơn nhiều. Mới đây, sự việc bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị dì ghẻ đánh đập nhiều ngày liền dẫn đến tử vong khiến dư luận bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho vấn nạn bạo hành trẻ em hiện nay. Bản thân những cái đứa trẻ mà là nạn nhân của các vụ bạo hành ấy thì thông thường những cái đứa trẻ đấy nó cũng rất là nhút nhát, hoặc là đứa trẻ gặp những cái khó khăn trong vấn đề học tập hoặc là trong vấn đề giao lưu, kết bạn với những cái bạn xung quanh. Nguyên nhân có thể xuất phát là từ chính gia đình của đứa trẻ đấy. Bố mẹ là những cái người có những cái hành vi vi phạm pháp luật, hoặc cũng có thể trong cái gia đình đó cha mẹ lạm dụng các chất gây nghiện hoặc đang sử dụng các cái chất gây nghiện, vân vân. Bản thân cái gia đình đó nó đã không đúng cái chức năng của mình rồi. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ở những vụ bạo hành trẻ em lại do chính những người làm cha làm mẹ, những người thân thích ruột thịt trong gia đình gây ra, khiến nhiều người không khỏi lo ngại về đạo đức gia đình. Để giảm thiểu tình trạng bạo hành trẻ em, các chuyên gia khuyến cáo cần giáo dục, trang bị kiến thức kỹ năng cho trẻ em tự bảo vệ bản thân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, cộng đồng xã hội và gia đình trong việc bảo vệ các em, đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc bạo hành trẻ em để tạo tính răn đe cao trong toàn xã hội. Tiếp theo chương trình là một số thông tin an ninh an toàn đáng chú ý khác. Năm 2021, các ngành công an, quản lý thị trường, sở y tế đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 98 vụ vi phạm, xử phạt hành chính số tiền 214 triệu đồng, tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy là trên 2,1 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các loại hàng hóa dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, người tiêu dùng nên cẩn trọng tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ khi mua sản phẩm trên thị trường. Công an huyện Gia Viễn vừa phát hiện Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1984, ở xã Yên Cường, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định, bán gần 200 chiếc áo phao, áo gió trên hành lang đường DT477 xã Gia Lập, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Tiến khai thu gom mua số áo trên về bán lại để kiếm lời. Hiện Công an huyện Gia Viễn đang xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, nhiều người nhận được các loại quảng cáo mời chào tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử, cài đặt các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến. Trong đó, các sàn giao dịch luôn được quảng cáo sử dụng công nghệ blockchain và kết nối với các đơn vị uy tín trên thế giới. Người chơi được mời chào kiếm tiền bằng cách tham gia trực tuyến, chọn giá lên hoặc giá xuống của một loại tài sản thật theo thời gian thực, hoặc lựa chọn tỷ giá giữa hai loại tiền tệ lên xuống để mua vào hoặc bán ra. Nếu thắng thì sẽ nhận được lợi nhuận vào tài khoản. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo đây thực chất là một loại hình đánh bạc trực tuyến không được pháp luật nước ta bảo vệ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bắt tạm giam Bùi Đăng Huỳnh, trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương về tội làm giả giấy khám sức khỏe. Từ tháng 3 năm 2021, Huỳnh sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Hồng, tài khoản Zalo tên Ngọc Chim Chích và số điện thoại 0971277573 lên mạng xã hội tìm đầu mối bán giấy khám sức khỏe giả để đặt mua với số lượng lớn rồi bán lại cho người có nhu cầu nhằm hưởng chênh lệch. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 35 giấy khám sức khỏe giả chưa có thông tin người khám, đã có các kết quả khám và dấu tròn xác nhận mang tên Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình An ninh An toàn hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lactin mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Vitamin C, beta carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái Lactin chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước Lactin đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.